xin chào các vị pháp sư các vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán Kinh Văn Tờ thứ 11 Hàng thứ ba Tờ thứ 11 Hàng thứ ba Xem từ đoạn thứ hai Đoạn nhỏ thứ hai Nhị giả Oai nghi Trụ trì Hữu tắc đức Cái thiền văn chương này của quốc sư hiền thủ đoạn thứ tư là nói hành bốn đức ba đoạn phía trước là triết học khoa học cao đẳng đích thực sau khi chúng ta xem thấy là vô cùng hy hữu trong triết học khoa học ngày nay không thể nào giải quyết được vấn đề đại sư y theo kinh hoa nghiêm đều đem nó nói rõ ràng ra tượng tận chúng ta có lý do tin tưởng sau khi tường tận đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh chúng ta ở ngay trong một kỳ sinh mạng này làm sao trải qua ngày tháng làm sao sinh hoạt đây là quay về trước mắt cho nên nói với chúng ta hành bốn đức bốn đức này là người xưa trung quốc gọi là căn bản của đạo đức bốn điều này hoàn toàn là từ trong tự tánh lưu lộ ra điều thứ nhất chúng ta học qua rồi tùy duyên diệu dụng tùy duyên dễ dàng hiểu tự tánh tùy duyên nói tự tánh tùy duyên thì tương đối khó hiểu chúng ta bình thường nói hằng thuận chúng sanh tùy hủy công đức dễ hiểu kỳ thật từ sâu đến cạn thấy đều là tùy duyên vấn đề ở diệu dụng tùy duyên lại tùy thuận tánh đức chính là diệu dụng tùy duyên nếu như trái với tánh đức vậy thì không diệu dụng chúng ta cũng nói được rất cụ thể Cổ Thánh Tiên Hiền Chư Phật Bồ Tát Bạn thấy Nói cho chúng ta nghe Năm giới Mười thiện Đây là rất cạn Thế nhưng Nó tương ưng với tánh đức Cho nên Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Quyết định phải tùy thuận Đạo đức Người Trung Quốc chúng ta gọi là Luân lý đạo đức Đó chính là diệu dụng Đem nó nuôi thành Một loài tập quán Dần dần Đem những tập khí không tốt Thị hiếu không tốt quá khứ đời này của chúng ta hoàn toàn lìa khỏi buông xả đem nó tiêu hóa hết như vậy chính là chư phật bồ tát chính là thánh hiền nhân tiếp theo ngày hôm nay đoạn thứ hai này dạy cho chúng ta một số tiêu chuẩn chính là nói tiêu chuẩn trong tùy duyên diệu dụng làm thế nào mới thích hợp với diệu dụng giống như phật bồ tát phật bồ tát hoàn toàn minh tâm kiến tánh cho nên các ngài là tự nhiên Như Thích Ca Mâu Phật Năm xưa còn ở đời Ngài ở trong cuộc sống thường ngày Đi đứng nằm ngồi Đã biểu hiện ra Bạn đem nó ghi chép lại Chính là giới luật Thích Ca Mâu Phật Có phải có ý làm như vậy không? Không phải Ngài vốn dĩ chính là như vậy đó gọi là diệu dụng hay nói cách khác chúng ta vốn dĩ cũng là như vậy bổn tánh vốn thiện hành vi từ trong bổn tánh vốn thiện luôn xuất ra chính là đạo đức đạo đức chính là diệu dụng ngày nay chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày tại vì sao trái giới vốn thiện biến thành bất thiện đây chính là chúng ta mê mất đi tự tánh làm sao mê mất chúng ta khởi tâm đồng niệm sáu căn đối với cảnh giới sáu trần bất tri bất giác khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm vẫn còn khởi tâm đồng niệm là như nước vậy sống nhỏ không xem rất nghiêm trọng từ khởi tâm đồng niệm lại khởi lên phân biệt chấp trước cái phiền phức địa thì lớn thời gian lâu rồi tập thành thói quen phân biệt chấp trước liền làm chủ phân biệt chấp trước là gì tâm phân biệt tâm chấp trước loại tâm này làm chủ rồi chư phật bồ tát thì sao chư phật bồ tát là không có tâm phân biệt không có tâm chấp trước cho nên các ngài vĩnh viễn là vốn thiện là bổn tánh vốn thiện lưu xuất ra chúng ta hiện tại biến thành không còn thấy bổn tánh vốn thiện không cách nào quan sát ra được mà là phân biệt chấp trước đang khởi tác dụng thức thứ sáu là phân biệt Thứ bảy là mạc na thức là chấp trước Cho nên tám thức 51 tâm sở khởi tác dụng Không chỉ trong sáu cõi Bao gồm tất cả chúng sanh là như vậy Còn bao gồm Cả pháp giới bốn thánh Thanh văn Duyên giác Bồ tát Và Phật của mười pháp giới Chưa chuyển thức thành trí vẫn là khởi dụng của tám thức 51 tâm sở. Thế nhưng, Pháp giới bốn thánh là nhận qua huân đào giáo huấn của Phật Bồ Tát. Các ngài khởi tác dụng đều hướng thiện cái phương diện này. Tập khí ác, đào thảy hết, đều buông xả. Thí dụ nói Buông xả chấp trước Chấp trước là Kiến tư phiền não Chúng ta nói kiến tư phiền não đoạn rồi Họ siêu diệt sáu cõi Chứng quả A-la-hán Khác biệt rất lớn với cảnh giới của ta Tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta chúng ta không thể sánh được họ chúng ta vẫn còn tham sân si mạng nghiêm trọng vẫn còn ngã chấp nghiêm trọng có thành kiến nghiêm trọng thế là khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước cùng tự tánh càng ngày càng xa đây gọi là phàm phu cho nên phật bồ tát từ bi thánh hiền nhân vô tư các ngài biết được đây chính là quan hệ trên lý luận khắp pháp giới hư không giới cùng chính mình là một thể ngày hôm qua tôi ở đài bắc cũng cùng với một số bạn bè nói đến Tôi nghĩ Chúng ta từ trước Đọc Bách Gia Tánh Lúc nhỏ về trước Ở tư thục trẻ nhỏ Đọc Bách Gia Tánh Đọc Thiên Tự Văn Trong Bách Gia Tánh Có hơn 400 họ của người Tôi tin tưởng Hơn 400 họ này Chắc chắn đều là Con cháu của Hoàng đế Một cái gia tộc Kéo dài Bốn ngàn năm trăm năm Nhân khẩu càng ngày càng nhiều Người một nhà Người một nhà nếu như không đoàn kết Không thể hòa thuận cùng sống với nhau Tương thân tương ái Vì một việc nhỏ Vẫn còn đang tranh danh đoạt lợi Hủy bán lẫn nhau Bạn nói xem Lão Tổ Tông xem thấy Không ngày ngày rơi nước mắt sao Chúng ta Làm sao xứng được với Lão Tổ Tông Tại vì sao chúng ta làm như vậy? Thời gian lâu rồi, quên mất. Chúng ta chỉ có thể nhớ được cha mẹ và ông nội bà nội. Ông cố bà cố thì không thể nhớ được. Cao tổ phụ trở lên thì càng quên được sạch sẽ. Làm gì biết được hiện tại? Đây là cả thảy tộc hán hơn 400 họ. Khẳng định là một nhà. Con cháu Diêm Hoàng đây là từ truyền thống mấy ngàn năm của chúng ta mà nói nếu như từ phật pháp mà nói thì phạm vi này càng lớn khắp pháp giới hư không giới là một nhà vì sao vậy đều là từ nơi tự tánh biến hiện ra minh tâm kiến tánh đó gọi là thành phật thành phật đối với những chân tướng sự thật này liền hoàn toàn rõ ràng tường tận họ biết được cho nên họ đối với tất cả chúng sanh không chỉ đối với chúng sanh mười pháp giới thế giới ta bà đối với chúng sanh trong tất cả cõi nước chư phật mười phương ba đời chắc chắn không có tâm phân biệt bình đẳng như nhau biết được chúng ta cùng đồng một thể sinh mạng dùng lời hiện tại mà nói Khắp pháp giới, hư không giới Tất cả chúng sanh là Cùng đồng một thể sinh mạng Tự tánh Nhà Phật gọi là Chân như bổn tánh Cho nên Tánh đức của họ Lưu xuất ra Là cứu cánh viên mãn Đại từ đại bi Chúng sanh có cảm lập tức liền có ứng chắc chắn không có chờ đợi như trẻ nhỏ gặp phiền phức thì liền gọi mẹ bạn thấy chúng vừa gọi mẹ lập tức liền đến hiện tại chúng ta chúng sanh mê mất tự tánh ở trong xó cõi chịu khổ chịu nạn cho nên chúng ta có cảm chư phật như lai liền có ứng vì những phiền não tập khí này của chúng ta người rất nặng người rất sâu chế định rất nhiều quy củ trong cái quy củ này cũng có Tổng nguyên lý Nguyên tắc Để nói Như lão tổ tông chúng ta Đã dạy cho chúng ta Ngủ luân Ngủ thường Tứ duy bác đức Đây là Ngoài nghi trụ trì Hữu tắc đức bạn làm người rất giống một người tư tưởng kiến giải lời nói cử chỉ của người này tương ưng với tánh đức đây là chúng ta nắm được cái định vị này sau đó từ nơi định vị này không ngừng hướng lên trên cao. Nhân đạo. Từ nơi nhân đạo nâng lên đến thiên đạo. Trời có 28 tầng. Không ngừng hướng lên trên cao. 28 tầng lại hướng lên trên thì ra khỏi luân hồi luân hồi là một dòng chúng ta gọi là định số nó là có số lượng siêu dược luân hồi thì ra khỏi định số không còn ở trong định số không còn ở trong luân hồi thì siêu diệt phật pháp gọi là thánh nhân tuy là không phải đại thánh ở trong phật pháp gọi là Tiểu thánh Thánh nhân tiểu thừa Rất khó được Lại hướng lên trên cao Nâng lên đến Duyên giác Nâng lên đến Bồ Tát Nâng lên đến Phật Phật ở trong 10 Pháp giới Phật vẫn chưa ra khỏi 10 Pháp giới Vì sao vậy? khởi tâm động niệm của họ chưa buông xả. Nếu như căn trần tiếp nhau sau căn tiếp xúc sáu trần, không khởi tâm không động niệm, họ liền siêu diệt, siêu diệt mười pháp giới. Không khởi tâm không động niệm gọi là phá căn bản vô minh. Khởi tâm động niệm chính là căn bản vô minh. Cũng gọi là vô thị vô minh Cái này phá rồi Sau khi phá rồi Mười pháp giới liền không còn Các vị phải biết Chúng ta nói mười pháp giới Chúng ta nói sáu cõi Nói ba đường Hiện tại khoa học gia nói cái gì Đó là không gian duy thứ Khác nhau Làm thế nào để đột phá không gian duy thứ này Khoa học gia hiện tại vẫn chưa Tìm được phương pháp Vẫn chưa biết Thế nhưng Ở trong Phật Pháp Ở trong tôn giáo Tôn giáo cổ xưa Chân thật là họ có phương pháp Họ dùng thiền định Không phải dùng công cụ khoa học Đột phá Không gian duy thứ Sáu cõi rất nhiều tôn giáo đều có Không chỉ Phật giáo có Đạo giáo Trung Quốc cũng có Họ hiểu được Tỉnh tọa Tu thiền Làm cho tâm định lại không có vọng tưởng, không có tạp niệm, tâm định giống như mặt nước, không có ô nhiễm, không có sóng động, nó liền hồi phục được tác dụng chiếu, nước giống như một tấm gương, nó liền có thể chiếu, cái chiếu đó liền đột phá được không gian duy thứ cho nên họ hướng lên trên mà nhìn họ có thể xem thấy được cõi trời xem sức định của họ sâu cạn sức định sâu có thể xem thấy đến trời sắc giới thậm chí thấy được trời vô sắc giới người sức định kém một chút họ có thể xem thấy trời dục giới trời dục giới cũng có sáu tầng mà trời tứ thiên dương cùng trời đau lợi Cách với chúng ta tương đối gần Chỉ cần có chút sức định Đều có thể xem thấy Rất dễ dàng xem thấy là cõi quỷ Cái không gian đó rất dễ dàng đột phá Hơi có một chút sức định Liền có thể đột phá Bạn liền có thể xem thấy Cho nên những thứ này Chân thật có không phải giả nếu bạn không tin tưởng bạn có thể làm thí nghiệm bạn làm cho tâm tịnh lại ít phiền ít não tận lực đem phân biệt chấp trước hạ thấp có thể nhiếp tâm một chỗ Thông thường người tu hành Chỉ cần có thời gian của một năm Thì có thể làm đến được Bạn liền có thể chứng minh Cái thứ này là thật không phải là giả Khi tôi mới bắt đầu học Phật Có một vị đồng tu Bằng tuổi với tôi Chúng tôi cùng là sư huynh đệ Pháp sư Minh Diễn Xuất gia ở chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đại Bắc Tôi cũng xuất gia ở nơi đó Ông ấy ưa thích thần thông Tôi học giảng kinh ở Đại Trung Ông ấy cười tôi Ông nói Huynh học giảng không tệ Giảng kinh rất khổ cực Chưa chắc vì người chịu nghe nghe rồi người ta không tin tưởng tôi nói vậy phải làm sao ông nói tôi đi học mật học thần thông tôi học được thần thông rồi tôi vừa hiện thần thông thì người khác tin rồi dường như là không có gì sai ông ấy chân thật đi học thần thông vào lúc đó theo quật văn lục thượng sư ở đại khê ở nơi đó ông ấy có một đạo tràng đạo tràng mật tông theo ông ấy học học mật vừa mở đầu phải lại mười dạng phải cúi lại đến mười dạng cái giống như loại phương thức của tây tạng cả thân thể đều nằm dài xuống nó hạn định là có thời gian dường như là nửa năm hay là mười tháng mỗi ngày phải lạy sắp gần ba trăm lạy phải lạy đến mười dạng lạy con người rất thành thật Có nghị lực, có quyết tâm Ông thật làm Ở Đại Khê một năm Ông ấy đi tìm tôi Ông nói hiện tại Ông có thể xem thấy được cõi quỷ Ông nói với tôi Buổi tối Đại Khái khoảng 5 giờ chiều Trên đường liền có quỷ đi lại Con người chúng ta không nhìn thấy họ Họ cũng không nhìn thấy người người quỷ cùng ở chung là không gian duy thứ khác nhau hiện tại chúng ta biết được tại vì sao ở chung mà không có xung đột cái thân này là giả không phải là thật chúng ta chấp trước đây là thật thì dường như là có nếu như không chấp trước cái thân này cái thân này là mộng huyễn bào ảnh không phải là thật quỷ cũng là như vậy Quỷ họ không chấp trước thân người Cho nên họ không có chướng ngại đối với thân người Thế nhưng quỷ cùng quỷ có chướng ngại Như vậy họ chấp trước cái thân đó là họ Cho nên chướng ngại từ chỗ nào mà sanh ra Chướng ngại là từ trong chấp trước mà sanh ra Không có chấp trước thì không có chướng ngại Cái đạo lý này về sao chúng ta từ từ hiểu rõ Là thật không phải là giả Ông đến nói với tôi, buổi tối đại khái khoảng sau 9 giờ đến 10 giờ trên đường có rất nhiều quỷ, khi đến 12 giờ thì rất đông không thể chen lọt. Đến lúc 4-5 giờ khi trời sắp sáng dần dần quỷ ít đi. Liền rất thưa thớt. Nói với tôi, xã hội của họ Ăn uống đi đứng gần giống như nhân gian Chỉ có một khác biệt Chính là trong cõi quỷ Mãi mãi là đen tối vĩnh viễn là trời tối Không có mặt trời Mặt trời Mặt trăng sao Họ đều không nhìn thấy Dính diễn ở trong hoàn cảnh Tối tăm. chủng loại cũng rất nhiều. Như trên kinh địa tạng đã nói, tôi liền nói tốt, huynh tu như vậy là không tệ, ngay trong một năm chưa đạt được thần thông, huynh lại được quỷ thông rồi. Thế nhưng huynh xem thấy quỷ, tôi xem không thấy, tôi vẫn là không tin, huynh có phương pháp gì làm cho tôi thấy? Tôi liền tin tưởng, huynh ấy không làm được. Cho nên ông tu ông đắc bà tu bà đắc không tu không đắc khi vừa mới xem thấy vẫn có một chút lo sợ vì sau lâu rồi lâu rồi thì rất bình thường cho nên loại pháp tu này ngay khi đó tôi tiếp xúc với ông ấy tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng vì sao vậy trên mặt ông ấy mang âm khí trên mặt không có ánh sáng Trên mặt tối sầm Tôi đến Đại Trung Đi gặp Lão Sư Lý Tôi đem việc này nói với Lão Sư Lý Lão Sư nói một câu Mỗi người có nghiệp nhân của mình Ông ấy 45 tuổi Mật chưa tu thành Thọ mạng đến Qua đời rồi Chúng tôi bằng tuổi vận mạng cũng giống nhau Có người đón mạng cho tôi Chúng tôi vào lúc đó Sư huynh đệ ba người Còn có một Pháp Sư Pháp Dung Pháp Dung cũng là Cùng ông ấy hai người cùng đi học mật 45 tuổi năm đó Tháng 2 thì ra đi Minh diễn thì ra đi tháng năm Tôi năm đó cũng sắp phải ra đi Bằng tuổi nhau Thọ mạng đều là không qua khỏi 45 Tôi thì tháng 7 Ở chùa Đại Giác Cơ Long Giảng Kinh Lăng Nghiêm Mới giảng được một phần ba Kinh Lăng Nghiêm Mười quyển giảng được ba quyển Thì bị bệnh Tôi liền biết phải đi rồi Cho nên tôi cự tuyệt uống thuốc Cự tuyệt đi bác sĩ Tôi nói bác sĩ cùng thuốc Có thể trị bệnh Không thể trị mạng Con người thọ mạng đến rồi Uống thuốc chích thuốc không ít gì Các người giúp tôi Niệm Phật Cầu giảng sanh niệm qua một tháng thân thể từ từ hồi phục khỏe mạnh hết bệnh cho nên tôi rất rõ ràng rất tường tận dường như trải qua hai ba năm có một lần tôi gặp được cam châu hoạt phật ông cũng là học trò của đại sư trương gia chúng tôi rất quen nhau thường ở chung nhưng sau khi xuất gia thì rất ít ở chung có một hôm gặp mặt ông liền nói với tôi này pháp sư tình không chúng tôi thường nghị luận ở sau lưng thầy tôi nói nghị luận điều gì ông nói nghị luận nói thầy con người này rất thông minh rất tiếc lạ đoản mạng Lại không có phước báo Tôi nói việc này không cần phải nói sau lưng Ngay mặt cũng có thể nói Tôi nói tôi biết rất rõ ràng Tôi biết tôi không có phước báo Biết được tôi đoản mạng Ông ấy nói mấy năm gần đây Thầy giảng kinh hoàng pháp Công đức rất lớn vận mạng của thầy chuyển đổi Không những Thầy có phước báo Thọ mạng của thầy rất dài Đây là ông ấy nói với tôi Nói xong đến năm thứ hai Thì vị ấy qua đời Cũng ra đi Cam Châu Trong Mật Tông Thượng Sư Là một người có đức hạnh Tôi rất tôn trọng ông Rất bội phục ông Sau khi ông đi rồi trong nhà Phật Đích thực là tổn thất rất lớn Cho nên chúng ta chân thật hiểu rồi Thì cũng không mong cầu gì Sau khi học Phật rồi Biết được người chết là thân chết Linh tánh không diệt Vì sao Xem những thư tịch Của nước ngoài thảo luận đến luân hồi linh hồn những chủ đề này người nước ngoài cũng phát minh được họ nói con người đích thực không chết chết là thân thể linh hồn không chết linh hồn còn phải đi đầu thai mang theo nghiệp lực của đời này việc này nhà phật gọi là báo ân báo oán đòi nợ trả nợ biết được những sự việc này chúng ta làm người suy nghĩ đối với vấn đề này thì sẽ hoàn toàn không giống như ngày trước chúng ta nghĩ đến đời sau nghĩ đến đời sau thì chúng ta không được chiếm tiện nghi của người khác trên mặt tiền tài, muốn chiếm tiền nghi của người, đời sau vẫn là phải đến trả nợ. Cũng không dám ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh phải đền mạng. Ăn nó nửa cân. Đời sau, phải trả nó tám lạng. Bạn ăn nó thì cũng giống như ăn chính mình. Nếu bạn ăn quá nhiều, mà phải trả đến đời nào mới có thể trả cho xong chân thật hiểu rõ những chân tướng sự thật này chúng ta sẽ không tạo ác nghiệp cho nên giáo dục nhân quả rất là quan trọng chân thật có thể giúp chúng ta buông xả rất nhiều tà kiến tà tri tà kiến bằng liền chịu buông xả không thể không buông xả bạn liền chân thật có thể nương theo cổ thánh tiên hiền giới luật của phật bồ tát mà trải qua đời sống xem thấy thế này mới chân thật là tốt là giúp chúng ta đời đời, đời kiếp kiếp hướng nâng lên trên cao vậy thì đúng rồi nếu như chúng ta trái ngược với tánh đức vậy thì bạn đời đời kiếp kiếp hướng xuống đọa lạc Ngày tháng đó không qua dễ dàng Con người ở đời Nhất định phải nâng cao Linh tánh của chính mình Vậy là rất chính xác Việc này người nước ngoài nói Họ dùng phương pháp của khoa học Có chứng cứ của khoa học Cùng Cổ Thánh Tiên Hiền Cùng trong Phật Pháp đã nói Thấy đều tương ưng Trong văn tự này nói Oai nghi trụ trì Hữu tắc đức Tắc là nguyên tắc Có quy củ Vì hành trụ tọa ngoạ Tứ oai nghi giả Hành là bạn đi lại Trụ là đứng Ngồi xuống Nằm xuống đều phải có quy củ chúng ta ngay trong cuộc sống cũng không ngoài bốn loại oai nghi này ngồi có cái tướng của ngồi đứng có cái tướng của đứng nằm có cái tướng của nằm luôn là phải hợp với quy củ hợp với lễ tiết người trung quốc gọi là lễ tiết trong phật pháp gọi là oai nghi oai nghi chính là người trung quốc chúng ta gọi là lễ tiết phải có lễ phải có tiết chế nhất định phải tuân thủ đại thừa bát dạng tiểu thừa tam thiên vi trụ trì chi giai mô chỉnh lục hòa chi vạn tự Xuất tam giới chi thê đẳng, Việc khổ hải chi tốc hàng Mấy câu nói này Nói được Rất hay Đại thừa Bồ Tát Tám dạng bốn ngàn tế hạnh nó đem cái số tự phía sau Tỉnh lược đi Tám dạng bốn ngàn Tiểu thừa ba ngàn oai nghi Đây đều là thuộc về quy củ Bạn đi đứng nằm ngồi Đều có dáng dấp Vậy tám dạng bốn ngàn Từ đâu mà có vậy Chính là thập thiện nghiệp đạo Mười loại này Thập thiện nghiệp đạo vừa triển khai ra Trong tiểu thừa thì ba ngàn Trong đại thừa thì tám dạng bốn ngàn Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Nhất tức thị đa, đa tức thị nhất Quy nạp lại Giảng cho bạn nghe dài điều Triển khai ra Khắp Pháp giới, hư không giới Vô lượng, vô biên Cho nên nói là Từ bi khắp Pháp giới Thiện ý khắp nhân gian Vậy thì không chỉ tám dạng bốn ngàn Cái tám dạng bốn ngàn này Ở trong Kinh điển Phật Pháp Đều có điều văn Một chút cũng không giả Không phải là tùy tiện nói ra một số tự Nếu các vị muốn hiểu rõ Trong Phật học từ điển Cũng có thể tra ra được Trong giáo thừa Pháp số Cũng có liệt kê ra cho bạn Bạn xem qua không giả chút nào do đây có thể biết nếu như dùng nguyên lý nguyên tắc này để xem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của chúng ta ngũ luân ngũ thường triển khai ra có phải là đến ba ngàn Có phải là Có tám dạng hay không Không sai chút nào Bạn dùng phương pháp của Phật Đem nó triển khai ra Đích xác rõ ràng Vô lượng vô biên Phía trước chúng ta đã học qua Quốc sư hiện thủ Thế tôn Vì chúng sanh thuyết pháp Chỉ đọc một chữ trần Trong đó Liền có thể Châu biến Đại thiên thế giới Trong một hạt vi trần Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Siêu dược tám dạng Siêu dược ba ngàn Nhất trần Một vi trần như vậy Mỗi vi trần cũng vậy Cũng là như vậy Cho nên Ở trong giáo học của Phật Chỉ dạy chúng ta Nắm lấy cương lĩnh Vậy thì được Chỗ này Đại thừa, tiểu thừa Tổng cương lĩnh của nó chính là Thập thiện nghiệp đạo Chúng ta phải tuân thủ Thân Không sát sanh Không trộm cắp Không dâm dục khẩu không giọng ngữ không hai lời giọng ngữ là lừa gạt người hai lời là khiêu khích phải quấy không thêu dệt thêu dệt là lời nói ngon ngọt lừa gạt người khác không ác khẩu ác khẩu là nói năng thô lỗ rất khó nghe làm cho người khởi phản cảm ừ. Trong ý thì không tham Không sân, không si Là mười điều Thập thiện nghiệp đạo kinh Chính là Phật nói cho chúng ta nghe Những sự việc này Đây là căn bản Trên hành trì của Phật Pháp Cũng chính là Trụ trì hữu tắc Trụ Ngày để chúng ta nói chúng ta Ở cái thế gian này Tùy theo thọ mạng của chúng ta Chúng ta có tuổi thọ 50 năm Đó chính là trụ trì 50 năm Thọ mạng 60 năm Thì trụ trì 60 năm Có thọ mạng 100 năm Thì có trụ trì 100 năm Trụ trì Bạn ở nơi nào đó Trụ ở thập thiện nghiệp đạo vậy thì đúng hành thập thiện nghiệp đạo thập thiện nghiệp đạo nhất định phải biến thành đời sống của chính mình biến thành hành vi của chính mình cũng là khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều không thể rời khỏi nó đây là nền tảng đại đạo tu học thánh hiền cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy bảo chúng ta ngũ luân ngũ luân là đạo Ngũ luân nói quan hệ cha con, vợ chồng, vua tôi, anh em, bạn bè. Chúng ta sống ở cái thế gian này, cùng ở chung với tất cả người trong thế gian này, luôn không thể rời khỏi các quan hệ này. Cha con vợ chồng anh em Đây là người một nhà Đây là trong nhà Bạn ngoài nhà Thì có vua tôi Có bạn bè Bốn biển đều là bạn bè Chúng ta có 5.000 năm lịch sử Hoàng đế Sáng tạo văn tự Thì bắt đầu có ghi chép Từ hoàng đế mẹ đến ngày nay Ghi chép của lịch sử không gián đoạn Kéo dài 5.000 năm xã hội hòa bình an định đích thực cái nhà đã khởi lên tác dụng rất vĩ đại tề gia trị quốc bình thiên hạ tề chính là chỉnh tề cái nhà này rất có quy củ không lộn xộn chút nào nhà vào thời xưa người hiện tại rất khó thể hội nhà của người trung quốc chúng ta ở trong thời kỳ kháng chiến đã bị mất đi rồi đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta tổn thất thê thảm vì không còn nhà gọi là nhà tan người mất. Ở vào thời trước là đại gia đình. Tôi lúc nhỏ, tôi 10 tuổi đã rời khỏi quê hương trước kháng chiến một năm. Vào lúc đó, ở nông thôn chúng ta vẫn là đại gia đình một cái thôn trang chính là người một nhà khi tôi còn nhỏ tôi vẫn còn có thể ghi nhớ chúng tôi ở trong một dòng rào chính là một thôn trang họ uyển quan hệ họ hàng với chúng tôi cái nhà này trên dưới cũng sắp gần hơn 100 nhân khẩu Đã là suy rồi Khi gia đạo hương dượng Có đến hai ba trăm người Vượng tộc Có một gia đình Có đến sáu bảy trăm người Đây là nhà lớn, nó là một xã hội Cho nên gia, có gia đạo gia đạo chính là luân thường ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức đây là gia đạo đây là cộng đồng có gia quy như đệ tử quy biên tập của đệ tử quy là thông thường trong gia đình của chúng ta, trong gia quy cộng đồng phải tuân thủ, không phải một nhà nào, nhà nhà đều phải tuân thủ, để nó chọn ra biên tập thành một quyển sách. Đây là mỗi nhà cộng đồng phải tuân thủ, cần thiết, vẫn còn có đặc biệt, đặc biệt thì không có liệt vào ở trong đây đặc biệt phần nhiều là cái gì cái mà họ đã học không giống nhau họ kinh doanh sự nghiệp không giống nhau y theo gia quy cần yếu của họ mà định vị loại gia quy này phần nhiều ở trong gia phổ vào thời trước chúng ta có từ đường có gia phổ gia phổ là lịch sử gia đình không chỉ một trăm tám mươi chữ cũng phải thêm vào một hai lần nữa có hai ba ngàn chữ trong gia quy có gia học gia học chính là trong nhà lập tư thục gia học là lấy con cháu trong nhà chính mình làm chủ trẻ nhỏ bạn bè thân thích cũng có thể đến nơi đó để học tập vào thời trước không có trường học mỗi một gia tộc chính mình lập trường học còn có gia nghiệp sự nghiệp kinh doanh trong nhà của bạn cho nên từ trước nuôi già dạy trẻ không có vấn đề cha mẹ hoặc là phước báo không đủ năng lực học thuật không đủ trẻ nhỏ sau khi sinh ra không cách gì giáo dưỡng gia tộc nuôi bạn họ có gia học tuổi tác lớn rồi không những không lo già yếu gia tộc nuôi già cho nên một người sau khi sanh ra ngay đời này vì cái gì liền vì gia đình cả đời vì gia đình gia đình nuôi bạn gia đình chăm sóc bạn cho nên khi già có niềm vui thiên luân bạn xem qua giảng bối của bạn con cháu của bạn thời đại đó mấy mươi người Chân thật có niềm vui thiên luân Hiện tại việc này đều không còn Cho nên từ trước Loại nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn đó vào hiện tại không cách nào có Thế nhưng Nó duy trì rất lâu Làm cho mấy ngàn năm an định hòa bình Thành trị dài lâu Nhờ vào cái gì? Nhờ vào đạo đức Nhờ vào truyền thống gia tộc của chúng ta Gia thực tiễn đạo đức Dùng đạo đức Dẫn dắt Đạo đức hóa cuộc sống Chúng ta xem thấy xã hội ngày nay Động loạn Quan niệm đạo đức không còn Nhà không còn Làm sao có thể không động loạn Con người sống được rất khổ cực con người ở cái thế gian này không có phương hướng không có mục tiêu những năm gần đây tôi thường hay nghĩ đến cái vấn đề này cho nên tôi liền nghĩ đến khích lệ xí nghiệp hy vọng xí nghiệp có thể đem truyền thống chúng ta tinh thần gia đạo kế thừa tiếp nối một ông chủ của xí nghiệp cũng giống như gia trưởng lúc trước phải đem công nhân đều xem thành con em của chính mình công nhân là anh em chị em bạn bè thân thích của chúng ta Đời sau của công nhân Là con cháu của họ Là con em trong gia tộc này của chúng ta Thế hệ sau Chúng ta phải lập trường học Con em để nuôi dạy chúng Người già của công nhân Chúng ta phải thành lập Diện dưỡng lão Để nuôi họ Cha mẹ của công nhân Cũng chính là trưởng bối của chúng ta trước ta một đời chúng ta có nghĩa vụ nuôi già nuôi già dạy trẻ chân thật có thể gánh vác một xí nghiệp chính là một đại gia đình thời trước một đại gia đình là huyết thống quan hệ huyết thống hiện tại xí nghiệp là quan hệ đạo nghĩa một xí nghiệp là người một nhà đem gia đạo tốt đẹp của năm ngàn năm trước lại có thể phục hưng lên sẽ làm cho xã hội an định thế giới hòa bình sẽ làm ra cống hiến rất lớn cũng chính là nói đoàn thể là gia đình chúng ta ở vào mười mấy năm trước phải là có hơn hai mươi năm trước khi còn ở Hoa Kỳ Tôi đã nghĩ đến Thôn Di Đà Thôn Di Đà Là đại gia đình Của đồng tu đạo hữu niệm Phật Chúng ta cùng ở chung với nhau Biến thành người một nhà Ý niệm này của tôi Dường như là Năm 1982 Tôi lần đầu đến Hoa Kỳ <laughs> Có mấy lần diễn giảng Ở Lưu Sang Chi Nơi trốn là một tòa nhà chung cư của người già Nơi đó là người do Thái thành lập Làm được rất tốt Nó là một cái tòa lầu lớn Một đơn vị mà người Đài Loan chúng ta Gọi là mười lăm bình một đơn vị trong đó có phòng ngủ có một cái phòng khách nhỏ có gian bếp còn có một sân phơi đây là người già thoái Hưu họ cùng ở chung với nhau nó có hơn 400 đơn vị cho nên đây là một khu nhà cho người già rất lớn người do thái rất thông minh một tầng dưới lầu vẫn là hai tầng họ lập trường mầm non lớp mẫu giáo để những người già ở trong cái tòa nhà này con cháu của họ con cháu của họ không ở chung chính chúng có nơi riêng để ở cháu mỗi ngày con trai con dâu đi làm đem trẻ nhỏ đưa đến trường mầm non đó trẻ nhỏ khi ra Biết tìm đến phòng của ông nội bà nội Để gõ cửa Cùng chơi đùa với ông nội bà nội Mười phút thì chúng phải đi Chúng phải vào học Cho nên mỗi ngày Họ đều có thể Cùng con trai, con dâu, cháu nội gặp mặt Tôi xem thấy rất là hoan nghỉ Tôi cảm thấy Tòa lâu Người già này Đích thực rất tốt Rất hiếm có Có thêm trường mẫu giáo cho nên tôi liền nghĩ, bởi vì ở nơi đó giảng kinh dường như đã giảng 6 7 ngày, tôi liền nói, đạo tràng của thế kỷ 21 phải là loại phương thức này. Không nên xây chùa miếu, chính là giống như khu nhà của người già vậy, để cho người học Phật cùng nhau ở chung. Ngày ngày ở một nơi nghe kinh giáo, ngày ngày cùng nhau cộng tu. Thôn Di Đà Cách nghĩ này Cũng chính từ đây mà có Thế nhưng Đã nghĩ nhiều năm rồi Vẫn chưa thể làm thành công Duyên không đủ Nếu như có được Cái nhân duyên tốt như vậy Chính là Thôn Di Đà Loại phương pháp này Của cư sĩ Lâm Nếu y theo Đại sứ Ấn Quang đã nói Đại sư Ngài nói với chúng ta Ở vào thời đại hiện tiền này Đạo tràng càng nhỏ càng tốt Chúng thường trụ tốt nhất không nên vượt quá 20 người Vì sao vậy? Dễ dàng sinh hoạt, đời sống Có ba bốn hộ pháp đắc lực Thì có thể chăm sóc Bạn không cần hướng ngoại để phan duyên Thì tâm liền định Định lại rồi Mới có thể làm đảo Tâm thường hay chạy ra bên ngoài Hoàn toàn Phá hỏng đi đạo nghiệp của bạn Đây là tổ sư Cách nghĩ của Ngài Dạy bảo của Ngài Là rất có đạo lý Nếu như chúng ta chân thật Tuân thủ mà nói Đồng tu ích Mỗi người đều có thành tựu đây chính là ngay trong tâm chúng ta tìm cầu. Sau khi Tịnh Tông thành lập, chúng ta ở nơi hành môn, bởi vì đây hoàn toàn nói hành môn. Để xuất ra năm khóa mục. Cái khóa mục thứ nhất là Tịnh nghiệp tam phước là Thích Ca Mâu Phật nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vì đồng tu Tịnh tông nói ra nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất chúng ta cần phải tuân thủ không luận tại gia xuất gia không luận là bạn chính mình cá nhân tu hành hay là có bạn cùng ở chung cộng tu đều cần phải tuân thủ điều thứ nhất bốn câu hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp điều thứ nhất Điều này là Căn bản làm người Bạn có thể làm đến được điều này Bạn mới giống một con người Nếu không mà nói Bạn không giống người Hiếu thân tôn sư Phải làm bằng cách nào Đem điều này triển khai ra Nói với các vị Chính là hiện tại chúng ta đề sướng Đề tử quy Đem hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Cụ thể Thực tiễn vào Đề tử quy Đây là nền tảng của nền tảng Câu phía sau Từ tâm bất xác ta đem nó thực tiễn vào thái thượng cảm ứng thiên bên trong nói cho chúng ta nghe nghiệp nhân quả báo thiện có thiện quả ác có ác báo không phải không báo mà thời giờ chưa đến thời giờ vừa đến tất cả đều báo giáo dục nhân quả câu sau cùng tu thập thiện nghiệp cho nên phật kinh bạn xem chúng ta vừa triển khai ra bạn sẽ xem thấy thiện nam tử thiện nữ nhân cái thiện đó là tiêu chuẩn điều thứ nhất làm được rồi thì gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân hiếu thân tôn sư từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp cũng chính là chúng ta nói thực tiễn đề tử quy thực tiễn cảm ứng thiên thực tiễn thập thiện nghiệp đạo mới là trong phật kinh gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân đầy đủ điều kiện của thiện nam tử thiện nữ nhân bạn mới có thể học phật cho nên điều kiện Phật nhận đệ tử Là thiện nam tử Thiện nữ nhân Bạn mới có thể đến nhà Phật Để bái lão sư Cầu thọ tam quy Thọ tam quy chính là Chính thức làm lễ bái sư Điều thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Đây là điều kiện vào cửa Phật đây đều là thuộc về tiểu thừa bạn xem tiểu thừa xây dựng trên nền tảng của thiện nam tử thiện nữ nhân chúng ta có thể đem giới luật tam quy làm tốt nhất cử nhất động đều có oai nghi lại tiến bộ nâng lên cao hơn thì học đại thừa cho nên điều thứ ba là đại thừa đại thừa điều thứ nhất là phát tâm bồ đề thâm tính nhân quả đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả đại thừa cái đầu tiên phải phát tâm tâm bồ đề là gì chính là tứ hoàng thệ nguyện bạn phải đem tâm lượng mở rộng Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Bạn có thể bao dung Bạn không thể nói Người này tôi thích họ, tôi độ họ Người kia tôi không ưa họ Thì tôi không độ họ Vậy thì bạn không có tâm bồ đề Phát tâm bồ đề không thể mang theo điều kiện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ có chúng sanh nào đó mà ta không độ họ Bạn còn có mang theo điều kiện này hay sao Không có cái đạo lý này Cho nên phải dùng tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh Tâm từ bi Tâm chân thành Đi phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn Đây mới gọi là Đại Thừa Tâm lượng Bồ Tát tin sâu nhân quả khi tôi mới học phật tôi đối với câu này có gặp chướng ngại vì sao vậy đó là bồ tát bồ tát còn tin sâu nhân quả tôi lại cảm thấy kỳ lạ nếu như câu này nó đặt ở trong đoạn thứ nhất thì tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ nếu như đoạn thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác thâm tính nhân quả thì thì tôi không có chút vấn đề gì tôi cảm thấy là phải như vậy hai điều phía trước hai điều phía trước đều không viết xếp ở điều thứ ba thì tôi không hiểu nhân quả này nói cái gì chúng ta nói thiện có thiện báo ác có ác báo phàm phu chúng ta đều biết lẽ nào bồ tát không biết hay sao đã nghĩ rất nhiều năm mới nghĩ thông cái nhân quả này là gì niệm phật là nhân thành phật là quả chân thật cái nhân quả này rất nhiều bồ tát không biết đây là cái gì đây là tịnh độ tông niệm phật thành phật việc này phải tin sâu không nghi Bằng một đời thành tựu. Nếu bạn không tin tưởng việc này, Phật pháp tám dạng bốn ngàn pháp môn, bạn tu qua thử xem, tu pháp môn nào ngay đời đều không thể thành tựu, chỉ có pháp môn này ngay đời có thể thành Phật. Cái nhân quả này quá hy hữu, nhất là chúng ta liền nghĩ đến, bạn xem. Ở trên Kinh Phật nói Pháp môn tịnh độ Biết khó hành dễ Là Pháp khó tin Thế nhưng rất dễ dàng tu Cho nên gọi là tin sâu Vì thì bạn ấy đời này chắc chắn thành công Động tụng Đại Thừa Đây đều là vậy Bạn xem Ba điều, mười một câu Mười câu đều là tự lợi Đều là nói chính mình Sau khi chính mình thành tựu Phải giúp đỡ người khác Câu sau cùng chính là giúp đỡ người khác Khuyến tấn hành giả Đây chính là chúng ta nói Hoằng Pháp lợi sanh Bạn phải khuyên người khác Người chưa tin tưởng Phải khuyên họ tin Đã tin rồi Phải khuyên họ Học kinh giáo Lý giải Đã tường tận rồi Phải khuyên họ tu hành Đã tu hành rồi Phải khuyên họ chứng quả Quyết định Cầu sanh tịnh độ Thân cận A-di-đà Phật Việc đầu tiên Đây đều là thuộc về nguyên tắc Chỉ đạo của oai nghi Việc này rất quan trọng Phía sau Phật tiếp theo nói Ba điều này là Ba đời chư Phật Chánh nhân tịnh nghiệp Quá khứ hiện tại dị lai Tất cả những người tu hành thành Phật Đều không rời khỏi cái nguyên tắc này Đều là y theo cái nguyên tắc này Tu hành thành tựu Bạn nói xem quan trọng dường nào Chúng ta làm sao có thể xem thường Cho nên học hội tịnh tông thành lập Chúng ta đem tu hành Chọn ra năm điều Năm khóa mục Đây là cái khóa mục thứ nhất nguyên tắc chỉ đạo tối cao khóa một thứ hai đồng tu tịnh tông chúng ta mọi người ở chung với nhau ở chung nhau nhất định phải có quy củ không có quy củ thì cái đoàn thể này loạn cái quy củ này chúng ta tuân thủ giáo huấn của phật đà tu lục hòa kính Cái đoàn thể này từ bốn người trở lên liền có thể tạo thành một tăng đoàn. Mọi người cùng nhau cộng tu y theo lục hòa kính tu hành. Nếu như Đài Loan chúng ta có thể xuất hiện một cái tăng đoàn như vậy cả thể người Đài Loan liền có phước báo. Vì sao vậy? Tăng đoàn của lục hòa kính là chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần ủng hộ Bảo hộ nơi này Có một đạo tràng xuất hiện mà nói Chư Phật Bồ Tát Long thiên thiện thần Đều bảo hộ nơi này Bạn nói xem Khó dường nào Lục hòa điều đầu tiên Kiến hòa đồng giải điều thứ hai giới hòa đồng tu kiến hòa đồng giải chính là hiện tại chúng ta nói xây dựng cùng hiểu chúng ta người người cùng nhau tu học cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không có mâu thuẫn không có xung đột mới có thể chân thật hòa thuận cùng ở với nhau cho nên hòa kính cái điều thứ nhất này là gốc nếu như cách nghĩ cách nhìn của chúng ta đều không như nhau thì liền có tranh luận vừa tranh luận thì phá hoại hết bất hòa rồi cho nên đây là một điều rất quan trọng kiến hòa đồng giải kiến lập ở chỗ nào vậy kiến lập ở trên kinh giáo chúng ta ngày ngày học tập kinh giáo ngày ngày nghiên cứu giáo huấn của phật đem cách nghĩ cách nhìn của chính mình buông xã chúng ta tất cả nương theo giáo huấn của phật đà mới có thể làm đến được đây là sơ học khi đến cao cấp rồi thì là thật cao cấp là cái gì mỗi một người Đều đem cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta buông xả Vì thì chân thật hòa rồi Thì chân thật hòa thuận rồi Tùy duyên diệu dụng Thế nhưng việc này phàm phu chúng ta không làm được Mỗi một người có cách nghĩ của mỗi người Tuy là nghiên cứu kinh giáo Mỗi một người có phương pháp giải thích của mỗi người Còn phải biện luận Đây đều là những việc rất khó tránh Cho nên Không thể Không biết Vì thì ở tình tông Phương hướng mục tiêu của chúng ta là giống nhau Vì thì dễ dàng Phương hướng chúng ta Đều là hướng đến thế giới Tây Phương cực lạc Mục tiêu Đều là muốn thân cận a di Đà Phật đồng xanh cực lạc quốc giới hòa đồng tu cái giới này căn bản là mười thiện đồng tu tại gia cùng ở với nhau năm giới mười thiện tam quy năm giới mười thiện đây là nhất định phải đem nó làm cho được bạn ở nơi đây mới là một tăng đoàn Của nhà Phật Nghiêm trì giới luật Đem một số tập khí không tốt của chúng ta Tập quán không tốt Thấy đều cải đổi hết người hiện tại bởi vì thiếu kém giáo dục của luân lý đạo đức phong khí xã hội không tốt luôn là thấy lỗi lầm của người khác luôn là nói lỗi lầm của người khác thấy lỗi lầm của người khác tâm của mình hỏng rồi chúng ta thường nói lương tâm tâm của bạn vốn dĩ đều là lương thiện Đem chỗ xấu của người Thấy đều để ở trong tâm mình Lương tâm của chính mình liền biến thành tâm xấu Biến thành tâm xấu của hết thảy mọi người Lương tâm của bạn là cái thùng rác của họ Đều là đựng những thứ xấu Bạn đổi xấu rồi Bạn lại nói ra Thì bạn lại tạo khẩu nghiệp Làm sao bạn có thể tu hành Bạn không có cách nào tu cho nên việc đầu tiên chúng ta phải học chúng ta nhất định không thấy bất thiện của người khác chúng ta thấy cái thiện của người khác không thấy cái bất thiện của người khác quyết không đem những thứ bất thiện để vào trong tâm chính mình tu hành phải từ chỗ này mà bắt tay vào ngày ngày thay đổi ngày ngày phản tỉnh Ngày ngày tự làm mới Vì thì bạn liền có thể tiến bộ Cho nên chỗ này nhất định phải học Bạn xem khổng lão phu tử Trong luận ngữ nói Ba người đi Ác có thầy ta Trong kinh điển nhà Phật Nói được càng rõ ràng hơn Càng thấu triệt Ba người đi là gì Chính mình là một một người thiện một người ác xem thấy cái thiện của người nghĩ lại ta có hay không ta có rất tốt phải gìn giữ ta không có phải học tập với họ người thiện là thầy của ta Xem thấy người ác Ta lập tức phản tỉnh Ta có làm ác hay không Nếu như có Cải đổi Nếu như không có Liền nhắc nhở chính mình Không nên phạm sai lầm của họ Bạn nghĩ lại xem Người thiện là thầy giáo Người ác cũng là thầy giáo Thế là tâm cảm ơn của chúng ta liền sanh khởi Chúng ta cảm ơn đối với người thiện Cũng cảm ơn đối với người ác như vậy họ là một tấm gương cho chúng ta Chúng ta chính mình có rất nhiều lỗi lầm Chính mình không thể phát hiện ra Xem thấy họ Quay đầu nhìn lại Nghĩ xem chính mình có hay không Lập tức liền phát hiện Chúng ta ở tất cả chúng sanh Phải tu tâm bình đẳng Tu tâm cung kính Tu tâm cảm ơn Vậy thì đúng Ở phương diện đời sống Nhất định phải khiêm tốn lẫn nhau Biết được chính mình khiêm tốn Tôn trọng người khác Cùng sống với nhau Ngày ngày thấy mặt đều phải như vậy Lễ nhất định không thể thiếu Nhất định không thể suy Vì mới là dáng của hưng vượng không thể nói ngày ngày gặp sơ sài chút là được rồi Không được vậy Phép tắc quy củ Vào thời xưa Trung Quốc con cái phải dậy sớm ngủ trễ so với cha mẹ ban ngày phải làm không thể nói mỗi ngày quá dài thì có thể tỉnh lược một chút không được vậy sau khi bỏ bớt rồi thì cái nhà này hỏng vì sao vậy quy củ bị phế bỏ cái nhà này phải suy phải bại cần phải rất nỗ lực mà làm cho nên tôn trọng lẫn nhau quan tâm lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau hợp tác lẫn nhau đây là đoàn thể cho nên phía sau có thân hòa đồng trụ khẩu hòa vô tranh khẩu nghiệp kinh vô lượng thọ là đem khẩu nghiệp để ở thứ nhất cái này không giống như các kinh khác các kinh khác luôn là dùng thân khẩu ý kinh vô lượng thọ là nói khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người thứ hai mới là khéo giữ thân nghiệp không mất oai nghi cái thứ ba là khéo giữ ý nghiệp cho nên đó là đem thân khẩu ý đem ngữ xếp ở thứ nhất vì sao vậy rất dễ phạm phải học không tranh phải học tùy thuận không có ý kiến thế nhưng trong đây phải dùng trí tuệ chân thật việc nhỏ không cần thiết phải tranh cãi Những việc đối với cá nhân ta Tuyệt đối không tranh Khi được người ta nhắc nhở Có thì thay đổi Không có thì khích lệ Nhất định không tranh Nếu như là lợi ích của đoàn thể Vậy thì phải trường nghĩa Phải tranh thủ không phải việc của đại chúng thì không tranh việc này cần phải biết ý hòa đồng duyệt cùng ở với nhau ngày ngày gặp mặt ngày ngày xem thấy mỉm cười của bạn gặp mặt người trước khi chưa nói chuyện trước tiên mà cười rạng rỡ người đó liền sanh tâm hoan hỷ. niềm vui từ đâu mà sanh ra vậy niềm vui là từ trong đạo tâm mà ra từ trong học tập mà ra niềm vui chân thật luận ngữ câu thứ nhất nói học di thời tập chi bất diệt thuyết hồ thì chúng ta liền biết được niềm vui từ đâu mà có? niềm vui từ học tập. bằng đem những gì đã học tập thấy đều làm được vậy thì an vui. lợi hòa đồng huân. chân thật làm đến được lợi hòa đồng huân, rất nhiều tranh luận đều không còn. và hãy tranh luận phần nhiều là lợi, tranh lợi. Mọi người đều có thể đem lợi buông xả Tâm liền bình đẳng Tranh luận liền không còn Cho nên sau tam phước Khóa mục thứ hai của chúng ta là Lục hòa Tiếp theo là Tam học lục độ Sau cùng là Phổ hiền mười đại nguyện dương Tam học là giới định huệ Phải hiểu được nhân giới được định nhân định khai huệ tu học của phật pháp là lấy trí tuệ làm mục tiêu trí tuệ từ đâu mà có từ định mà có tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ giới chính là quy củ nhất định phải tuân thủ quy củ tâm của bạn mới định mới không loạn động cho nên học thứ gì phải một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Không thể học tạp Không thể học loạn Học tạp học loạn rồi Bạn có được là tri thức Không phải trí tuệ Chỉ có một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Bạn được là trí tuệ Trí tuệ có thể giải quyết được vấn đề Trí tuệ giải quyết vấn đề Không có để lại di chứng tri thức thì không được tri thức rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được cho dù giải quyết được sẽ để lại rất nhiều di chứng về sau cho nên giáo học của người xưa chúng ta là cầu trí tuệ giáo học phật pháp là đem trí tuệ định ở mục tiêu tu học chính là vì khai trí tuệ lục độ sáu ba la mật bố thí bố thí chính là xả buông xả phải thật buông xả tài bố thí pháp bố thí vô úy bố thí ba loại bố thí này đều phải làm mỗi giờ mỗi phút đều phải nghĩ đi làm hơn nữa quả đức của bố thí là càng thí càng nhiều càng nhiều càng phải thí cho nên ý nghĩa của bố thí là song trọng Song trọng là Bạn thí tài Được tiền tài Người hiện tại đều hoan hỷ phát tài Họ không biết tài là do đâu mà phát Phật dạy cho chúng ta Bạn muốn phát tài Thì bạn phải tu tài bố thí Càng thí càng nhiều Tài nhiều rồi không phải là việc tốt Cảm Phải mau đem nó thí hết được. Cho nên đem thứ mà có được Cũng phải thí hết Trong Phật Pháp Gọi là xã đắc Xã là bố thí Bố thí là có được Đem cái có được cũng phải xả đi Thân tâm của bạn phải thanh tịnh bạn mới có được phước báo chân thật Càng thí Phước báo càng lớn Đem sự nghiệp giáo hóa Chúng sanh của bạn mở rộng ra Phổ độ chúng sanh Vậy thì đúng Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên chúng ta xem thấy người già. Khi tuổi già không có con cháu chăm sóc. Đời sống bần khổ. Thân thể rất có thể bị nhiều bệnh Đây là một giai đoạn thống khổ nhất Ngay trong kiếp sống của con người Chúng ta làm thế nào Ở trong cái xã hội hiện đại này Đem cái sự nghiệp dưỡng lão làm cho tốt Đây là thuộc về bố thí vô úy Chúng ta có thể nghĩ đến Có thể chăm sóc người già Giúp đỡ người già Trải qua tuổi già An vui, hạnh phúc, mỹ mãn Phước báo này Lớn hơn tất cả Quả báo này Là khỏe mạnh, sống lâu Hiện tại dưỡng lão Là một vấn đề Xã hội Của toàn thế giới người già càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi chúng ta còn tương đối tốt một chút người thanh niên nước ngoài là không nuôi người già người già là do quốc gia nuôi quốc gia phải có năng lực này mới được quốc gia nếu không có cái năng lực này mà nói Họ cũng không làm được Quốc gia dưỡng lão Sớm nhất phải là bắt đầu từ Hoa Kỳ Ở vào thời kỳ Đại chiến thứ hai thế giới Hoa Kỳ là một nước giàu có Và mạnh nhất trên thế giới Cho nên người Mỹ Không có quan niệm cất chứa Họ già rồi Quốc gia nuôi họ Cũng chỉ giới hạn Ở đời sống vật chất thiếu kém về đời sống tinh thần tôi tham quan qua rất nhiều viện dưỡng lão mỗi lần đến một quốc gia khu vực tôi đều đi thăm thăm rồi đều rất đau lòng có rất nhiều người già hành động không thuận tiện khẳng định bệnh rất nhiều vì sao vậy lo buồn thậm chí có oán hận phiền não cái này không thể buông xả người trung quốc chúng ta gọi là ngồi ăn chờ chết để chúng ta chân thật có loại cảm xúc mãnh liệt này cho nên làm thế nào giúp người già giải trừ được khốn khổ này cho nên tôi nghĩ đến viện dưỡng lão phải nên biến thành một trường học đại học người già để họ ngày ngày học tập đi nghe giảng quá trình giảng là cái gì giảng chuyện xưa giảng lịch sử giảng những thứ cổ đại người già ưa thích nghe giảng kinh điển giảng tôn giáo dẫn họ niệm phật dẫn họ cầu phúc để đời sống của họ không bị buồn chán ngày ngày còn có việc làm cho nên phải đem viện dưỡng lão làm thành đại học người già làm thành trung tâm giao lưu văn hóa người già làm thành phòng mỹ thuật người già để đời sống của họ được an vui việc này rất quan trọng vậy thì xem qua trẻ nhỏ cũng là một việc khiến người lo lắng hiện tại giáo dục trẻ nhỏ có vấn đề có vấn đề nghiêm trọng vì sao vậy không có giáo dục luân lý không có giáo dục đạo đức Không có giáo dục nhân quả gì thì không được rồi Việc này làm cho tôi nghĩ đến Thế hệ kế tiếp phải làm sao Vấn đề thật nghiêm trọng Đây là vấn đề lớn Của xã hội ngày nay Cho nên chúng ta nói đến Tài bố thí Pháp bố thí Vô úy bố thí đều bao gồm ở ngay trong phạm vi này trì giới đều là làm từ chính mình trì giới ở trong lục độ thực tế mà nói chính là những năm gần đây chúng ta thường hay nói đến thường hay nhắc đến học vi nhân sư hành vi thế phạm Chúng ta phải làm ra một tấm gương Cho xã hội đại chúng xem Đều phải làm từ chính mình Giới luật là quy củ Tuân lý Đem đạo đức Đem nhân quả Làm ra cho người khác xem Chính mình làm tốt rồi Bằng liền ảnh hưởng cả gia đình cả nhà sẽ học bạn cụ thể chính là thực tiễn đệ tử quy thực tiễn cảm ứng thiên phải nỗ lực mà làm một nhà làm tốt rồi bạn liền sẽ ảnh hưởng bạn bè thân thích của bạn hàng xóm của bạn liền ảnh hưởng được bà con trong xóm bắt đầu làm từ đâu từ khiêm hạ mà làm Từ vẻ mặt hài hòa mà làm Khi vừa gặp mặt người Thì biết hành lễ Không nên sợ người cười Lễ có tiết độ Tôi thường hay nghĩ đến 40 tuổi về sau Chúng ta hành lễ Đều phải nên cúc cung 90 độ Lễ cung kính 40 đến 60 Thì 45 độ 60 tuổi trở lên 15 độ Tuổi tác lớn rồi Người già không lưng Tương đối khó khăn Có thể làm ra một tấm gương tốt Phong khí xã hội liền thay đổi Mấy năm trước, tôi ở trấn nhỏ than Trì Là một thí nghiệm Thấy đều là cút cung đến 90 độ Cho nên cái trấn nhỏ đó Người với người gặp mặt nhau đều sẽ lệ kính Có rất nhiều người đến nơi đó xem thấy Đều cảm thấy rất kỳ lạ Giống như ở Nhật Bản vậy Người Nhật Bản gặp mặt đều cút cung 90 độ Học ra từ đâu vậy? Kỳ thật, Nhật Bản là học Trung Quốc sau khi học rồi Vẫn còn gìn giữ đến ngày nay Đây là Chỗ đáng được chúng ta tôn kính Người Trung Quốc chúng ta trái lại bỏ mất đi rồi Biểu thị khiêm hạ Biểu thị tôn kính người khác Phải biết học tri túc thường lạc Phải chịu phận Việc này rất quan trọng Đây đều thuộc về nhân quả Quyết không vọng cầu Phải làm ra luân lý đạo đức Đạo đức luân lý Chúng ta có 12 chữ Hiếu để trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình phải làm ra được Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Ở gia đình Ở nơi cương vị công tác Ở đối nhân sự thế tiếp vật Chúng ta muốn cải đổi phong khí xã hội Phải làm từ nơi chính bản thân mình Tháng rộng năm dài Ở ngay nơi đó Tôi tin tưởng một người thật chịu làm như vậy một năm hai năm ba năm bạn liền khẳng định sinh ra ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ của nơi bạn ở mọi người đều sẽ làm như vậy trong đô thị có rất nhiều chung cư bình thường tuy là mọi người đều đóng cửa thế nhưng ở nơi công cộng ở trong thang máy chúng ta xem thấy có người có chào hỏi hay không rất nhiều người thì không có chúng ta cúi đầu chào họ hỏi thăm cho dù họ đáp lại hay không chúng ta cứ như vậy mà làm liền có thể cảm hóa người chúng ta cùng cư ngụ trong một tòa lầu cũng giống như một thôn trang bạn ở trong đó có mấy mươi hộ gia đình người người gặp mặt đều hòa mục như vậy từ trường liền không như nhau trong một tòa lầu lớn trong một chung cư chính là một cái thôn trang nhỏ chỉ cần có người dẫn đầu làm như vậy mỗi mỗi tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng người học phật chúng ta phải nên dẫn đầu nhẫn nhục việc này rất quan trọng nhẫn nhục chính là nhẫn nại phải có tâm chịu khó phải có thể nhẫn có thể nhẫn có thể nhường cho nên nhẫn cùng nhường cũng là thường hay liên kết với nhau nhẫn nhường nhẫn nhường nâng cao là khiêm nhường khiêm tốn lại nâng cao lên là lễ nhường Đây là gốc của hài hòa xã hội Mọi người cùng ở chung với nhau Tại vì sao không thể bao dung lẫn nhau Chính là không thể nhẫn Cho nên nhất định phải học nhẫn Vào thời xưa đặc biệt là người đi học Rất xem trọng đối với nhục Chúng ta xem thấy trong sách xưa có ghi Sĩ khả sát bất khả nhục Người đi học chặt đầu không hề gì Nhưng không thể bị vũ nhục Cho nên những đại đức dịch kinh cách người xem Cái nhục nặng đến như vậy Được gì thì nhẫn nhục Liền viết lên chữ này Nhục cũng có thể nhẫn Thì không có gì không thể nhẫn Thấy đều có thể nhẫn Cho nên trong văn phạm Không phải nhẫn nhục Chính là ý nghĩa của nhẫn nại Đặc biệt là đối với hoàn cảnh của chúng ta Khi phiên dịch thì chọn dịch cái chữ này đây là trí tuệ của người dịch kinh chỉ có nhẫn mới có thể tinh tấn mới có thể hướng lên trên cao cho nên người xưa nói nhỏ không nhẫn thì thành họa lớn nhẫn nại giúp cho bạn tinh tấn tinh tấn mới có thể giúp bạn được định được thiền định Thiền định mới sanh trí tuệ Định đến trình độ nhất định Trí tuệ liền sanh Gần đây Có đồng tham đạo hữu Tặng cho tôi một quyển sách Tôi trong thời gian mấy ngày này liền đem nó đọc xong Ngôn hành lục Của tiên sinh Dương Phục Nghi Con người này tôi biết Hai ba chục năm trước Tôi đã biết con người này Thế nhưng Rất ít xem thấy Một số tư liệu của ông ấy Ông ấy là người Cuối đời nhà Thanh Đầu dân quốc Khi giảng sanh là vào đầu năm dân quốc sinh ra vào khoảng năm đồng trị sau đồng trị là quan tự tuyên thống khi vào đầu năm dân quốc ông 48 tuổi ông 74 tuổi thì ra đi sau khi xem rồi tôi rất là cảm động đây là một người nông dân không có đi học tuy là không có đi học ông được nhận qua giáo dục rất tốt nhận qua giáo dục rất tốt mà không đi học dường như nghe qua rất là mâu thuẫn kỳ thật người trung quốc nhận qua giáo dục cùng đi học là hai việc trong xã hội ngày nay của chúng ta không có nhiều trường học như vậy đặc biệt là người phụ nữ thì rất ít cho nên người xưa nói nữ tử vô tài tiện thị đức đây cũng là an ủi phụ nữ bởi vì cơ hội đọc sách của họ quá ít thế nhưng có giáo dục có giáo dưỡng cái giáo dưỡng này là gì người trung quốc rất chú trọng giáo dưỡng Bắt đầu từ chỗ nào vậy? Bắt đầu từ thai giáo Khi mang thai thì bắt đầu Cha mẹ phải có tâm tình rất tốt Bạn vui vẻ An định Có ảnh hưởng rất lớn Đối với thai nhi Tương lai trẻ nhỏ ra đời Chắc chắn là thông minh Có trí tuệ, có đức hạnh Trẻ nhỏ sinh ra Phải biết Chúng vừa mở mắt ra Chúng sẽ biết nhìn Chúng đã biết nghe Chúng đã đang học tập Đang bắt chước Cho nên những người lớn gần gũi với chúng Lời nói cử chỉ Đều phải đoan trang Bao gồm tất cả bất thiện Không thể để chúng nhìn thấy Không thể để chúng nghe được Không thể để chúng tiếp xúc được Từ sinh ra đến ba tuổi Một ngàn ngày đây chân thật gọi là cấm gốc giáo dục cho nên các vị phải nên biết đệ tử quy không phải để trẻ nhỏ đọc không phải chỉ để nói cho trẻ nhỏ đó là gì vậy đó chính là trước ba tuổi làm cha mẹ làm người lớn phải đem đệ tử quy làm ra cho trẻ nhỏ xem khi chúng đến ba tuổi trong đệ tử quy tất cả những gì trong đó đều học hết cái gốc này thật tuyệt Trong ngàn ngữ chúng ta có câu Ba tuổi thấy tám mươi Chúng đến tám mươi tuổi cũng không thay đổi Bạn xem cái gốc này cấm được tốt Ai dạy chúng vậy? Cha mẹ dạy chúng Đặc biệt là người mẹ Người mẹ có thể ở trên đây Dạy dỗ tốt Người mẹ đó là thánh mẫu Tương lai trẻ nhỏ của bạn là thánh hiền sau khi cắm được cái góc này rồi bạn thấy đến năm sáu tuổi thông minh lanh lợi đến năm tuổi thì đi học sáu tuổi đi học thì tương đối nhiều khi đi học thì thầy giáo làm cho học trò xem giống như cha mẹ vậy cho nên thầy trò giống cha con thầy giáo là tấm gương của học trò là điển hình của học trò thân giáo Họ không phải là ngôn giáo Thầy giáo đại khái dẫn chúng đến 13-14 tuổi Cái gốc này thật quan trọng Thầy giáo lúc đó dạy học trò Dạy cứu thư Dạy chúng đọc không giảng dạy Dạy chúng học thuộc Vì sao vậy? Trí tuệ vẫn chưa khai mở Con người vào lúc này là lúc sức nhớ mạnh nhất của cả đời những gì cần phải nhớ toàn bộ bảo chúng ghi nhớ hết đây là phương pháp dạy học của chúng ta vào thời xưa 13 14 tuổi lên thái học đây là trường học quốc gia lập quốc gia lập trường học bước vào trong trường học hoàn toàn là công phí do quốc gia hỗ trợ thầy giáo ở nơi đó giảng dạy cho bà bà ngày trước đã đọc những sách học thuộc những sách đó hiện thể bắt đầu giảng giải khi giảng giải có thể không cần mang theo sách học trò đều học thuộc thầy giáo cũng học thuộc nói đến bộ sách nào Tờ thứ mấy, hàng thứ mấy Mọi người đều biết Bạn nói Người Trung Quốc không khoa học Họ rất là khoa học Thư tịch vào thời xưa Một hàng, hai mươi chữ Một mặt, mười hàng Không luận nhà in nào vào lúc đó khắc bản in Thấy đều là như vậy Cho dù là một nhà xuất bản nào Bạn hỏi tờ mấy Hàng thứ mấy Thấy đều là như vậy cái này thật thuận tiện Đối với giáo học Mang đến thuận tiện đặc biệt Không như hiện tại Sách của mỗi nhà in Một tờ số trang không như nhau Vì thì có khó khăn Trung Quốc mấy ngàn năm đều là như vậy Đây là truyền thống tốt Phải nên gìn giữ Cho nên thầy giáo không cần mang sách Học trò cũng không mang sách Cho nên đi học vui vẻ Thầy giáo dẫn theo học trò Mang theo rượu thức ăn Học trò giúp làm việc Gánh máy gánh đồ Thầy giáo dẫn họ du sơn ngoạn thủy Đi đến nơi nào thì giảng nơi đó Vui sướng không gì bằng cho nên đi học rất vui Làm gì giống như hiện tại đi học Khổ đến như vậy Cực không thể nói Bạn thấy học sinh tiểu học Giác cặp sách Có một hôm Tôi ở trong thang máy Xem thấy một học sinh Tôi xách lên thử cái cặp sách đó Ây da dạ, Thật đáng thương Con người thật không nên làm Lần sau không nên đến thế gian này Khi còn nhỏ Đã phải mang một bao nặng đến như vậy Mang nặng đến như vậy Thật khổ May mà Khi tôi đi học Bao sách Chỉ có ba quyển sách Bao sách rất nhẹ không nặng đến như vậy quá khổ cực quá đáng thương chúng tôi vào thời xưa đi học có lúc sách không mang về nhà trong học bàn có thể để sách lại khi học xong có thể để sách trong học bàn không cần phải mang đi về hiện tại không được bao sách lớn như vậy quá mệt quá khổ cực cho nên lúc trước đi học rất vui học trò nghe thầy giáo giảng. Sau khi nghe giảng xong, thảo luận với thầy. Họ chân thật khai trí tuệ. Bạn xem lúc nhỏ chúng đều thuộc sách. Khi học thuộc, thông minh, sức nhớ mạnh, chỉ ít học trên 100 biến trở lên, chúng vĩnh viễn không thể quên. Thiên chất kém một chút phải học 200 biến. chúng cả đời không thể quên đi khi viết văn chương dẫn chứng kinh điển tùy tiện có thể viết ra không cần phải đi tra tham khảo tư liệu người xưa chân thật biết hưởng thụ hiểu được hưởng thụ không như hiện tại thông thường người hiện tại phải nhờ vi tính nếu như hôm nay bị mất điện thì tất cả đều không có đây là một việc rất nguy hiểm cái đại tai nạn này không biết là lúc nào sẽ xảy ra chắc chắn sẽ có một ngày như vậy bao gồm tất cả vi tính đều ngưng đều không thể dùng được chúng ta sống ở xã hội hiện nay nguy cơ trùng trùng phải nên có cái cảnh giác này cho nên định sanh trí tuệ hôm nay thời gian hết rồi chúng ta học tập đến đây thôi